căng quá bà con. Thì hiện tại theo phía thông tin em cập nhật được và bên phía nhà hàng Dúi á, là nó vẫn gọi điện cho em mà gọi điện gọi là đe dọa dọa mọi người. Để mà sao? Để mà em có thể gỡ tất cả các video của nó xuống. Chứ bây giờ là không gỡ là nó sẽ tìm cách để mà quấy phá em. Đấy là lý do tại sao nha, mà bên phía cái gia đình nhà hàng Dúi này nó cực kỳ là có quyền lực luôn. Thì mọi người để ý từ đầu từ lúc mà nó ra tay á cho tới bây giờ là nó chưa hề có một gặp một cái điều bất lợi cả. Đó, từ cái vụ mà nó kéo dài thời gian rồi hoãn hết lần này tới lần khác. Đó, thằng Dúi này nó luôn là tìm cách để mà trì hoãn và nó đã thành công. Và cho tới tận bây giờ là nó đã là kết quả là 8 năm và tiểu tam là chắc chắn 100% nha. Thì theo cái nguồn thông tin từ bên phía cô dì chú bác gọi điện cho em bảo rằng là tiểu tam này là bây giờ là nhận tội dùm cho thằng Dúi rồi. Đó, nhận tội dùm cho thằng Dúi cho nên tiểu tam tử là cái điều đương nhiên. Tiểu tam tử có 1.000 lần đi nữa thì nó cũng là quá là điều quá là bình thường rồi. Đấy. Và một cái thông tin bây giờ quan tâm, cộng đồng mạng quan tâm nhất là khi nào mà tiểu tam này mới chịu nhận tội, khi nào tiểu tam mới chịu gọi là đưa ra lên cái bàn mổ để mà chờ cái ngày xét xử. Đấy. Thì cộng đồng mạng hãy chờ đợi xem. Em là sẽ theo sát cái vấn đề này. Còn cái vấn đề tiếp theo là cái hũ cho cốt tại chùa Tường Nguyên của cháu là liệu bây giờ có còn hay không hay là chuyển chỗ khác rồi. Nhiều cô chú chị bảo rằng là chùa Tường Nguyên bây giờ vắng tanh rồi, không còn ai tới nữa, thì phải chăng là thú cho cốt của cháu đã đem đi chỗ khác rồi hay sao, hay là bị đàn em Dúi nó đem đi chỗ khác rồi. Thì mọi người hãy cứ yên tâm, nó vẫn ở chỗ đấy. Đó, thì ai thắp nhang thì hãy tới chùa Tường Nguyên để thắp cho cháu một nén nhang nha, cầu nguyện cho cháu mau siêu thoát. Đấy, thì cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác đã gọi đó theo sát cái vấn đề này, và em sẽ cố gắng là chờ đợi cái kết quả cuối cùng là như thế nào. Liệu tiểu tam này nó có tìm cái lý do gì ấy, biết đâu một ngày nào đó chúng ta nó lại thấy nó rong rươi trên con đường ấy, hoặc là nó bỏ ra nước ngoài nó sống. Tại vì bây giờ nó sống ở Việt Nam là không được, nó bỏ ra nước ngoài sống thôi. Đấy là cái do bài tại sao mà cháu đang cực kỳ là không thể nào mà siêu thoát được. Tại vì sao? Tại vì cháu đã ra đi một cách oan sợ uổng như vậy thì sao mà cháu có thể siêu thoát được. Cháu vẫn luôn tin một cái điều rằng là phép màu sẽ xảy ra đối với thằng Dúi đó. Nhưng mà cháu con hãy cứ yên tâm, cô dì chú bác ai ai cũng yêu thương, tuy không phải là máu mủ ruột già gì nhưng mà người ta vẫn gọi là luôn đồng hành cùng con đấy, chứ không phải là máu sờ lạnh như cái thằng Dúi đâu. Đó, thằng Dúi bây giờ nó máu sờ lạnh rồi. Đến nỗi mà ngày sinh nhật, ngày giỗ của con mà bên phía thằng Dúi nó còn không có một cái động thái gọi là chúc, cầu nguyện, cầu nguyện hay là gửi tiền bồi thường như chị cho chị hẹn cả. Đó, mà thậm chí nha, thằng Dúi nó ở tù không nói rồi. Đằng này là bố mẹ, cô dì, chú bác, ông bà ngoại, ông bà nội. Đó, tại sao lại không có một cái lời hỏi thăm tới cái người con dâu cũ, tới một người vợ cũ, thậm chí là một cái người cháu đã khuất mà nó không có một lời hỏi thăm. Thì đây là cái vấn đề mà ông bà nội của thằng Dúi này phải xem xét lại nha. Chứ em thấy là như vậy là quá là một tiểu nhân, là không khác gì là một cái lũ khốn sợ lạn cả. Đấy, thì cũng kính mong tất cả cô dì chú bác hãy chờ đón xem đó, liệu ác quả ác báo nó có xảy ra với gia đình thằng Dúi này hay không nha. Nghĩ sao mà cháu ruột mà như vậy mà nó còn tham gia giúp sức, thậm chí là cả chị ruột thằng Dúi nó còn kêu thằng Thái là đem đi thiêu ngay chứ bây giờ là để nó sống là mày nó xét nghiệm pháp y ra là mày toang đấy Dúi ơi. Đấy là thằng Dúi lập tức nghe lời cái bà chị của mình, đấy, đem đi thiêu ngay. Và đấy là cái lý do tại sao chúng ta chỉ có một cái bằng chứng duy nhất, đó chính là cái camera đó, để ghi lại cái quá trình đấy. Mọi người biết là trong lúc mà trình chiếu cái đoạn băng đó thì luật sư phải nói là bỏ ra ngoài để mà khóc, thì mọi người thấy cái nước mắt của luật sư, một người là không có thân thương gì hết nhưng mà luật sư rất là nhiệt tình, thậm chí là không chỉ riêng luật sư mà tất cả cô dì chú bác ở ngoài cổng tòa cũng gọi là sẽ để theo dõi rất là nhiệt tình đó. Họ rất là yêu thương cháu chứ không riêng gì thằng cha ruột nó như vậy mà nó còn không yêu thương cháu. Một cái đứa cháu họ học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, thầy yêu bạn mến. Còn tiểu tam thì sao? Tiểu tam thì đã gọi là đã an phận rồi, chưa có giấy kết hôn thì chấp nhận đi.
đằng này còn giật sợ chồng người ta, xong đó thì đuổi chị sợ hẳn ra khỏi sở nhà đấy. Rồi thằng dúi này nó môn lề tới nỗi mà nó nghe theo cái tiểu tam, nó mê muội đến nỗi mà bây giờ là nó không có còn lý trí nữa đó. Vợ con bỏ hết, không còn quan tâm nữa đấy. Thì em thời gian sắp tới sẽ theo sát cái vấn đề này nha vợ con. Đừng quên trao tặng tay xuất quà từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó sở khăn, trao yêu thương thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nha cô chú chị. Đấy, cũng kính mong tất cả cô dì chú bác chờ đợi cái kết quả cuối cùng là như thế nào. Em này sẽ theo sát rồi đó. Đó. Không thể bỏ được mọi người, không thể bỏ được. Sao mà bỏ được hả mọi người? Vụ này nó vụ án là sở điểm rồi. Rất là gọi là được sự quan tâm của cả không chỉ Việt Nam mà cả nước ngoài nữa. Đó. Nói về cái gia đình thằng Dúi là một cái gia đình phải nói là nó xúc sở vật đến nỗi mà nó còn không coi con cháu nó ra gì. Đó. Cùng gọi là huyết thống với nhau mà, cùng huyết thống, cùng chung một dòng máu mà nó lại như vậy thì em cũng chịu nó luôn. Đấy. Chờ xem đi, ác quả ác báo tới thôi. Đó, nó không sống được đâu đó. Căng lắm mà con. Tại căng cực kỳ là bức xúc luôn. Đó, lên tiếng chứ, không lên tiếng là thằng Dúi nó kiếm cớ nó bày trò nó đầu lêu, nó đầu xỏ ra. Rồi nó lại bắt đầu là cho cái bụng này chìm xuống. Đó, để vài năm nữa nó xuất hiện ra khỏi cái xã hội này là không ai còn thể nhận mặn nữa. Thì theo em nghĩ nha, theo em nghĩ rất có thể là thằng Dúi này nó sẽ gọi là phẫu thuật cái mặt nó đi để cho cộng đồng mạng khỏi nhận ra đấy, xong đó nó có thể sống một cái cuộc sống của một người bình thường đó. Mọi thấy nó rành màu đấy, cho nên là cô chú chị để không để cho nó là qua mặt được. Chắc có lẽ là video em xin phép đổi xuống tại đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã gọi là quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo.